Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà Hà Nội mặt ngõ kinh doanh tốt trong tầm tiền dưới 10 tỷ thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 50m2 với mặt tiền là 6,1m, được thiết kế 6 tầng thông sàn với giá đang được chào bán chỉ có 9,5 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội nằm trên mặt ngõ thông, kinh doanh tốt, ô tô 7 chỗ vào nhà và có thang máy, nằm tại phố Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 50m2 với mặt tiền là 6,1m và được xây dựng 6 tầng anh chị nhé. Nhà hướng Tây Bắc với đường trước nhà đây. Đấy. Rất là thoáng đãng luôn. Đây, ô tô vào nhà, đây là chiếc Mazda 6. Ngõ thông, kinh doanh tuyệt vời. Em sẽ zoom rộng được một chút nhé để anh chị có thể hình dung ra được toàn bộ khuôn viên mặt tiền của căn nhà chúng ta. Nhà rất là trường nhà. Rồi, hãy cùng em Phương đi khám phá chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Với tầng 1 thì sẽ là mặt bằng kinh doanh. Tầng 1 là mặt bằng kinh doanh. Các tầng trên tầng 2, tầng 3 thì mỗi tầng một phòng rộng rãi. Tầng 4 là 2 phòng, tầng 5 là phòng bếp, phòng khách, tầng 6 là phòng thờ, sân phơi. Đây. Nhà cực kỳ rộng rãi luôn. Đây. Rồi chúng ta sẽ lên khu vực tầng 2 nhé. Với những căn nhà mặt tiền rộng như thế này thì thứ nhất ô tô vào nhà rất là dễ, thứ hai nữa là phòng ốc chúng ta thiết kế cũng sẽ rất là thuận tiện. Đây phòng anh chị này, phòng siêu rộng luôn, vuông đét. Rồi chúng ta hãy cùng kiểm tra thang máy lên trên xem thang máy đi thế nào nhé. Khá là êm ái. Thang máy Fuji HD 450kg, 6 người. Đi nhanh. Mức giá đang được chào bán cho căn nhà này đang là 9,5 tỷ. Và mức giá này thì sẽ được thay đổi theo thời gian, theo mức giá của chủ nhà mong muốn anh chị nhé. Em sẽ cập nhật mức giá ở phần mô tả của video. Hoặc là những anh chị nào mà xem được video thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương để nhận mức giá hiện tại khi thời điểm báo giá anh chị nhé. Nhà vệ sinh rộng, nói chung là phòng ốc này rộng quá, ok rồi. Căn nhà này thì sẽ phù hợp với những anh chị nào có thể là spa nhỏ cũng được này. Đấy, cắt tóc rồi là hiệu thuốc cũng rất là ok. Nói chung là ngõ rộng. Lên đây thì sẽ làm thiết kế hai phòng. Phòng ốc thì sẽ rộng như thế này. Tương đối ổn rồi. Phía sau còn bước lại khe thoáng nữa. Rất rộng. Tiếp theo là vị trí tầng 5. Tầng 5 thì sẽ là khu vực phòng bếp, phòng khách. Wow, rất là rộng đây. Ở đây thì bên chủ nhà cũng có thiết kế thêm một nhà vệ sinh nhỏ ở phía trong kia. Đấy, rất hợp lý. Nhà nở hậu anh chị nhé, nở hậu 10 phân. Ngoài những căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội em còn rất là nhiều các căn nhà riêng khác nữa. Quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Wow. Và đây là một trong những căn nhà mức giá cũng tương đối hợp lý, kinh doanh được, ô tô vào nhà, có thang máy. Quý anh chị đang tìm nhà khu vực Thanh Xuân thì cân đối
xem xét căn nhà như thế này anh chị nhé. Khu vực tầng 6, tầng 6 này thì phòng thờ, sân phơi phía ngoài. Một căn nhà kinh doanh tuyệt vời. Ngoài những điểm yếu tố mạnh kinh doanh, rồi là mặt bằng, mặt tiền rộng, diện tích ok, thì căn nhà chúng ta có một điểm bất lợi duy nhất, đó là có một cái ngõ phía trước nhà chúng ta kia. Đấy, quý anh chị có thể thấy. Nếu anh chị nào mà không kiêng vấn đề đó thì đây là một căn nhà chúng ta nên sở hữu anh chị nhé. Đấy, rất là tuyệt vời, kinh doanh ra dòng tiền rất là tốt. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.